Chào các bạn, mình đang đứng ở gian hàng của Mini ở NIAS 2015 và ở đây họ trưng bày một chiếc xe ý tưởng rất là đẹp có tên gọi là Mini Super Electra Vision. Thì đây là chiếc xe đã được hãng xe Mini của Anh Quốc kết hợp với lại một cái nhà thiết kế nổi tiếng của Ý là Touring Super Electra để sản xuất ra chiếc xe ý tưởng này và trưng bày nó ở đây. Thì lần đầu tiên Super Electra Vision được giới thiệu vào tháng 5 vừa rồi và họ tiếp tục mang cái xe đến triển lãm năm nay. Thì trong đoạn video này mình sẽ đi qua một chút về thiết kế cho các bạn xem về chiếc xe ý tưởng theo cái chiều hướng cổ điển nhưng mà rất là đẹp. Mini là một cái hãng xe nổi tiếng của Anh Quốc với những chiếc xe nhỏ gọn và mang đậm cái phong cách cũng như là truyền thống của nước Anh. Thì ở đây phía sau của Mini Super Electra Vision chúng ta có thấy là một cái hệ thống đèn hậu được làm trong một khối duy nhất chạy ngang thân xe. Đó, đây là cái đèn, hai cái đèn nó được thiết kế và bố trí theo cái hình cờ của nước Anh, lá cờ nước Anh đó, các bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này khi mà ghép hai cái đèn hậu của xe lại. Ở phía giữa đó là cái phần để chúng ta đặt biển số của tên xe ở đây, Super Electra Vision. Thì trong tiếng Ý, Super Electra tức là siêu nhẹ, super light trong tiếng Anh. Thì tại sao Mini lại sử dụng cái tên gọi này? Bởi vì chiếc xe có hệ thống khung gầm được làm bằng vật liệu siêu nhẹ để giảm trọng lượng cho chiếc xe ý tưởng. Ngoài ra ở phía sau đuôi xe còn là một cái đuôi cắt gió khá là lớn và cao, nhô cao so với cái mặt lưng. Đó, thì đây mình sẽ đến chính diện cho các bạn xem. Rất là đẹp. Các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được những cái đường nét cổ điển ở trên chiếc xe, ví dụ như đuôi xe rất là đơn giản. Super Electra Vision được coi là sự kết hợp của giá trị Anh Quốc, giá trị truyền thống của Anh Quốc và đẳng cấp thiết kế của người Ý. Đó, thì hai cái giá trị và đẳng cấp này kết hợp lại đã tạo cho chúng ta một chiếc xe ý tưởng tuyệt đẹp. Mặc dù nó là theo chiều hướng cổ điển chứ không phải hiện đại. Ở đây chúng ta có một cái chiếc xe mui trần và đây là bên trong của nó. Mình không được vào bên trong, mình chỉ đứng từ ngoài để mình quay cho bạn xem mà thôi. Đó, thì đây là cái bảng điều khiển của xe rất đơn giản, một phần bởi vì nó là cái xe ý tưởng và một phần nó theo đuổi cái trào lưu cổ điển. Ở giữa chúng ta có một cái bảng đồng hồ trung tâm hiển thị những thông số cơ bản của chiếc xe, nó đặt ở giữa chứ không phải là đặt lệch ở bên phía vô lăng người lái. Đây là vô lăng. Thì bạn thấy là cái tay nắm cửa rất là đơn giản, cũng theo lấy cảm hứng từ cờ của nước Anh. Ở đây chúng ta có một cái kính chắn gió được làm không có viền. Đó, nó chỉ là một tấm kính thông thường và Mini đã gắn nó lên đây mà thôi. Mình sẽ đi ở đây các bạn xem. Rất là đẹp và độc đáo. Đó, nó không có viền. Đây là gương chiếu hậu. Phía trước của xe cũng được thiết kế theo cái trào lưu cổ điển. Đó, chúng ta mới có hai cái đèn pha rất là to theo phong cách của Mini ở đây. Hai cái đèn pha này được làm lớn và đơn giản hai bên. Ở giữa chúng ta có logo của Mini và phía dưới là một cái lưới tản nhiệt nhỏ nhỏ với lại hai cái đèn sương mù. Đó, đây là tổng thể của mặt trước. Thì mình không được biết nhiều về thông số kỹ thuật của chiếc xe ý tưởng này nhưng mà được biết là nó có cả motor điện luôn. Tức là nó sẽ là một chiếc xe xanh. Nếu mà nó ra mắt trên thị trường thì rất là tuyệt vời nhưng mà Mini chưa công bố cái điều này. Ok, xin cảm ơn các bạn.